Con có bác đang xem video của Toàn á, được thật nhiều sức khỏe nha. Thì hiện tại Toàn đã có mặt tại miếng ruộng 20 công của Toàn á bà con. Thì hồi trước á, vụ trước thì 25 công, nhưng mà vụ này Toàn chỉ làm 20 công bà con. Thì nay lúa của Toàn đã được mười mấy ngày rồi bà con ơi, 13 ngày à. 13 ngày theo đáng lẽ là Toàn sẽ giục phân bữa thứ 10 với bà con. Bữa 10 ngày á, nhưng mà lu bu công việc quá nên Toàn giục trễ bà con ơi. Bón phân để một bà con. Bón phân người ta nói là bón phân nuôi chồi bà con. Thì cái đợt này là Toàn bón phân vụ 3 cho 20 công này là Toàn bón phân phân đơn nha bà con. Thì cái phân phân bore với phân DAP bà con. Để Toàn quay cho bà con xem nha. Đây. Phân ure với bà con. Ure với DAP. Thì cái đợt này là Toàn dục một công là 10 kg phân nha bà con, 10 kg phân cho 1.300 m2, là phân ure là 5, với phân DAP là 5 kg, nữa là 10 kg nha bà con, 10 kg phân cho 1.300 m2. Với lại Toàn có trộn gumi ba mơ nha bà con. Cái chai gumi ba mơ này á, nó có tác dụng là làm cái nền đất của mình nó tươi xốp lên bà con, và nó sẽ tiết kiệm cái phân bón của mình đó bà con, phân bón gốc á. Thì ví dụ là giống như là đợt này là Toàn bón phân 10 kg phân nha bà con, 10 kg phân Toàn trộn phân đơn, Toàn pha cái gumi 30 này vô nữa, là có nghĩa là cỡ 12 kg phân, 13 kg phân một công 1.300 m2 nha bà con. Tại cái nước cái thuốc này là nó sẽ chứa vi sinh nha bà con, nó sẽ làm cải tạo đất cho mình để cái đất mình tươi xốp á, để cái lúa mình bạn phân nhanh hơn bình thường nha bà con. Bình thường bà con dục phân là cũng ít bạn phân lắm. Vụ ba này là cái đất mà nói chung là hạ nó phèn nhiều quá bà con, phèn nhiều thì cái lúa của mình không có được tốt mấy, không có được khỏe, nên mình dục phân vô thì 2 3 4 ngày mới nó bắt phân được bà con. Nên vậy thì Toàn có trộn gumi ba mươi này cho nó lúa mình bắt phân nhanh hơn bà con. Đây, cái lúa của Toàn 13 ngày bà con. Thì 13 ngày cái giống lúa này là Toàn làm OM5451, và Toàn xạ một công là 23 kg giống nha bà con, 23 kg giống. Nhưng mà cái mật độ bà con thấy à, cái vụ ba này Toàn thấy là nó ít hao bà con, ít hao hụt hơn cái vụ đông xuân với độ vụ hè thu bà con. Thì đa số là Toàn thấy ở chỗ này là người ta xạ là thấy lên đều đều hết trơn bà con. Thì cái lúa mà này là đáng lẽ là Toàn sẽ dục qua bữa được 10 ngày thì Toàn dục phân cỡ 1, và 13 ngày Toàn sẽ phun kích chòi nha bà con. Nhưng mà bây giờ 13 ngày Toàn chuyển sang Toàn bón phân đợt 1 trước, rồi sẽ phun kích chòi sau bà con. Thì cái giống OM5451 này thì nó sẽ nó chậm cái chòi con lắm bà con, nó ít chòi con, nó ít lắm, thì đâm ra mình phải xả mức độ mình xả dày với bà con thì nó mới đạt năng suất của mình được bà con. Nếu mà mình xả giống như bình thường thì cái giống lúa khác nó hay nó hay đẻ nhánh bà con, còn cái lúa OM5451 này thì nó cũng đẻ nhánh hơi chậm. Thì nên vậy Toàn sẽ phun kích chòi bà con. Với lại bà con dục phân, bà con nên dục phân cái nền đất ẩm nha bà con. Thì đa số là Toàn dục phân là Toàn sẽ dục cái nền đất ẩm mà bà con. Toàn bơm nước vô, Toàn khai nước ra để Toàn cho giữ cái mặt đất nó ẩm ẩm thì Toàn dục phân. Nên dục như thế này thì lúa nó bắt phân nhanh hơn bà con. Thì cái rễ mà mình xài cái quy trình này là Symbio, cái rễ nó rất là dài bà con, rễ nó đâm xuống đất, rễ trắng tia bà con. Thì cái cữ này Toàn bón xong là Toàn sẽ phun kích chòi xong là Toàn sẽ, có nghĩa là Toàn sẽ mướn người ta dặm dặm giá xong rồi Toàn mới bón phân đợt 2 nha bà con. Thì bà con thấy là cái lúa Toàn cũng đều bà con,
nó lên đều quá. Thì bà con thấy toàn hồ nhỏ mà toàn xài được 2-3 ngày là toàn không có gì của ổ đen nha. Toàn để như vậy luôn, để vậy luôn tới bữa nay là 13 ngày 14 ngày rồi bà con. Bà con thấy cái lúa toàn còn xanh dờn mà con thấy không? Còn xanh dờn mà toàn chưa dục phân lần nào nha, mới dục bữa nay là cỡ một con. Bà con biết sao? Tại toàn xài cái thay chay cái bộ ba của Simbio bà con, bộ ba ngâm giống á. Cái giống thì toàn ngâm Sport Green và toàn tưới lên giống, tưới lên hạt giống thì toàn tưới Gumiset với Gumisi với Enofi bà con. Thì cái chai Enofi nó có tác dụng là làm cái chòi lúa của mình, làm cái chòi lúa của mình xanh bà con, xanh, nói chung là xanh vàng chanh, nó cầm màu cái đọt lúa của mình nó xanh đó bà con. Nên vậy bà con thấy toàn chưa có dục phân lần nào mà xanh như vậy bà con. Và cái chai thứ hai là chai Gumisi thì nó sẽ giúp cái gốc rễ lúa của mình nó ra rễ mạnh đó bà con. Thì đâm ra là cái rễ mình nó đâm vô đất rất là sâu thì lúa mình mới hấp thụ đất chất dinh dưỡng trong đất mới được bà con, thì lúa mình mới tốt được bà con. Đây là bà con thấy cái nền đất mình, đất nó còn ẩm á bà con, còn ẩm ẩm không ạ, không phải là khô nha. Thì mình dục phân như vậy thì cứ hai đêm mình bơm nước cho chút ít để lúa mình bật phân nhanh hơn bà con. Thì bây giờ toàn sẽ dục phân nha bà con, tại toàn cũng mới dục phân được mấy công rồi bà con. Thì bây giờ toàn sẽ bắt đầu toàn tiếp tục toàn dục phân nha, rồi toàn dục phân xong rồi toàn sẽ lấy tiếp cho bà con xem lúa của toàn nha. Rồi thì bà con ơi, thì toàn cũng đã dục xong phân bà con ơi. Thì vừa dục xong là bây giờ tối luôn bà con. Bà con thấy bây giờ là sắp tối bà con, bây giờ là 16 giờ bà con ơi. Ê 16 giờ gì 18 giờ bên chứ. 6 giờ rồi bà con ơi. Thì toàn cũng tranh thủ toàn quay cho bà con xem cái lúa của toàn á bà con. Nói chuyện với bà con một chút rồi toàn xin tắt video nha bà con. Tại toàn tranh thủ về bà con ơi, thì bây giờ là cũng 6 giờ rồi. Thì bà con thấy cái lúa đồng đều bà con. Thì bây giờ trời cũng sắp tối bà con thấy màn hình nó thấy hơi tối tối bà con thông cảm nha. Thì toàn cũng xin nói thêm bà con, thì cái chai Gumi 30 á nó sẽ giúp bà con tiết kiệm phân bà con, tiết kiệm phân bón gốc các bà con. Thì giống như đầu video toàn cũng đã nói á, thì mình dục phân 10 kg phân rồi mình trộn cái Gumi 30 này vô á, thì nó sẽ tăng cái lượng phân của bà con lên. Thì cỡ 2 kg nữa là 12 kg phân nha bà con, mình dục cỡ này bà con. Thì toàn dục cỡ này nha bà con. Thì một cỡ phân này là toàn sẽ gãi xong là toàn sẽ xịt thuốc kích chòi rồi toàn sẽ thuê người giảm giá bà con. Thì đa số là mấy miếng của toàn làm vỗ ba này là không có hao hụt nhiều nên giảm lai rai cái dòng cặp bờ thôi bà con, không có đáng kể. Thì cái video này thì toàn cũng quay cho bà con xem chứ không phải là toàn chỉ bà con nào hết nha bà con. Thì toàn quay video vậy là cũng lâu rồi, thì bà con cũng biết cái toàn cũng kiểu mà quay cho bà con tham khảo gì thôi chứ toàn không có dám chỉ ai hết trơn các bà con. Thì trên mạng YouTube á, có rất là nhiều người tài giỏi, người ta làm về lúa này nè bà con. Thì toàn cũng mới làm thôi 2-3 năm nay nên toàn không dám chỉ ai hết trơn bà con nha. Thì bà con nào mà thấy mến toàn thì hãy xem video toàn. Thì bà con nào mà không có mến, không có ghét toàn hay gì đó thì bà con mời bà con ra nha bà con, đừng có xem cái video khác nha bà con. Đây thì cái OM 5451 này bà con thấy nè, thì bây giờ nó đang nhảy chòi bà con thấy không, nhảy bây giờ là nó nhảy hai chòi bà con, hai chòi bà con thấy không, biết bà con thấy rõ không? Đây nó nhảy hai chòi à. Người bà con thấy cái bộ rễ nó nha, bà con thấy dài không bà con, dài bộ rễ dài á. Như vậy là cái lúa mình rất là tốt, nó bắt phân rất là mau nha bà con, cộng thêm cái Gumi 30 nó rất là mau bắt phân bắt phân rồi mình nó mới đẻ nhánh bà con, nó đẻ nhánh rồi mình phun thuốc cái cử nuôi nhánh nuôi chòi nữa là ok nha bà con. Rồi thì toàn cũng xin tạm dừng video nha bà con, thì trời tối 6 giờ mấy
Toàn tranh thủ về nha bà con. Thì bà con nào mà thấy mến Toàn hãy cho Toàn một like cũng như là một đăng ký, một chia sẻ cùng đồng hành với Toàn cái vụ ba này nha bà con. Toàn chúc tất cả bà con có nhiều sức khỏe nha.